Trang du lịch Wunderlist vừa công bố 10 hang động tự nhiên kỳ vĩ nhất thế giới. Trong đó, hang Sơn Đòn, Quảng Bình, Việt Nam đứng đầu danh sách này. Hang Sơn Đòn được giới thiệu là hang động lớn nhất thế giới, hình thành trên một đoạn đứt gãy của dải Trường Sơn và bị dòng nước ngầm ăn mòn qua hàng triệu năm, tạo thành đường hầm khổng lồ bên dưới lớp núi đá vôi. Bên trong hang động ẩn chứa cả một thế giới tách biệt, độc đáo với thảm rừng nguyên sinh, sông ngầm và khí hậu riêng. Tại đây, người ta còn tìm thấy những khối măng đá cao nhất thế giới, những bức tường thạch nhũ khổng lồ cao hơn 80 mét, cùng những viên ngọc trai lớn được hình thành bởi những giọt nước rơi từ trần hang cách đây hàng triệu năm. Trước đó, Sơn Đòn, một trong những kỳ quan thiên nhiên của Việt Nam, đã được quảng bá trên trang chủ của Google ở 17 quốc gia và vùng lãnh thổ.